nay tớ đi xin việc. Nhưng mà mọi người bảo là tớ đã quá độ tuổi tuyển dụng lao động rồi ý cậu. Vừa tuần trước mới nói là mở shop quần áo, hôm nay đi xin việc xin ở đâu? Việc gì? Cái đó là tuần trước rồi. Còn mới hôm kia là tâm sự với cậu khác thôi mà. Hôm không nhớ kia... à? Tớ nói là năm nay tớ quyết định là tớ không kinh doanh nữa. Tại vì năm nay của tớ có vẻ nó hơi hãm. Nếu mà năm sau thì kinh doanh chắc sẽ tốt hơn. Có nhớ không? Ở cái con khỉ. Có nhớ gì đâu mà buồn ghê. Vợ thì đang buồn như thế này, chồng thì chẳng quan tâm gì đến mình. Tớ là tớ không muốn ở nhà nhiều. Rồi mỗi lần mà thấy tớ ở nhà, mẹ nhìn cái mặt tớ mẹ đều bảo chứ: thế con ở nhà mãi con không chán à? Sao con không đi ra ngoài con kiếm việc? Tớ cũng muốn đi ra ngoài nhiều lắm ý. Nhưng mà khổ nỗi đi ra ngoài tớ sợ tốn tiền ý. Khổ ơi là khổ. Thường là nỗi buồn của tớ đến như thế cơ à? Nỗi buồn của tớ chỉ đáng giá có 500 nghìn thôi á. Tôi hết tiền rồi đấy nhá bà nhá. Hết rồi đấy nhá. Thế nào? Tớ xin. Cầm được tí tiền tớ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cảm thấy mình đã đăng hại đi á. Thank you. Thank you very much. Thế tối cho xin cái visa đi tiếp mấy anh em doanh nhân thành đạt cái nhá. Lại hộ ông Tuấn à? Kinh nhỉ. Hèn gì hôm nay mới cho tôi tiền. Cứ mỗi lần mà đi với cái hộ đấy toàn là 3-4 giờ sáng cậu mới về. Xong rồi say đến 3-4 hôm mới hết say. Đâu mà. Thôi ở nhà đi. 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 Khổ thế chứ. Nhá. Vấn đề là mình đi để mình có quan hệ, chứ nó cũng chẳng sung sướng gì. Đến đấy đã không được ăn, được nói, được cười thoải mái, cậu tưởng à? Thế ai bắt mình phải đi? Thế cứ ở nhà. Cái này bắt này. Cái này bắt đấy. Nó sắp răng mạng nhện lên nơi rồi đấy. Gật đi. Gật. Thích cũng vẫn phải đi. Vì mình có quá nhiều việc cần phải lo. Tới đây phải thuê gia sư để dạy cho thằng Long. Chứ bây giờ nó học lên cao, kiến thức nó nhiều, nó nặng, nó khó. Tớ là tớ chịu không dạy rồi. Lẽ ra tớ không nên nghỉ việc mà. Không, quản lý nó đi cho như thế thì phải nghỉ chứ. Chứ mình phải nghỉ trước cho nó sang. Để đến lúc nó đuổi. Còn chuyện kinh tế thì cậu không phải lo, tớ sẽ tự xoay sở. Đàn ông đàn nàng, vợ con không nuôi được. Hèn. Gật đi. Được. Để tối về còn có cái mà nôn ý. Được. Đừng để mình bị sót ruột nhá. Nhất trí. Cho đi nhá. Chị nói thế là cho đi rồi. Yêu tôi cho nhiều vào.